Thưa quý vị, xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân vừa tổ chức lễ khánh thành 5 công trình đường cờ Tổ quốc, mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024. 5 công trình đường cờ Tổ quốc được xây dựng trên địa bàn 5 ấp xã Ninh Thạnh Lợi A có tổng chiều dài 28 km với tổng số 1.918 trụ và lá cờ được bố trí treo song song hai bên tuyến đường. Sau gần một năm thực hiện, đến nay xã Ninh Thạnh Lợi A đã có tổng số 7 công trình đường cờ Tổ quốc có tổng chiều dài 42 km với gần 2.000 trụ cờ song song. Tổng kinh phí xây dựng gần 725 triệu đồng được thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Đường cờ Tổ quốc là công trình có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc của nhân dân và thế hệ trẻ, đồng thời còn góp phần tạo vẻ mỹ quan cho các tuyến đường. Để giữ gìn và phát huy giá trị của đường cờ Tổ quốc, thời gian tới, các ủy đảng chính quyền mà chủ công là tuổi trẻ xã Ninh Thạnh Lợi A sẽ có trách nhiệm bảo vệ, bảo dưỡng, kiểm tra công trình, kịp thời thay thế những lá cờ đã phai màu hoặc không còn nguyên dạng.